Đây. Chẳng hạn như camera mình đã nhấp vào đây rồi này, anh chị ấn vào đây là camera, nó hiện ra camera này. Thì muốn xem lại, chỉ ấn một lần màn hình, ấn nút cài đặt, playback. Nó sẽ ra một loạt video này, ấn một cái nó xem nó bị ấn vào đây. Cái này được bao lâu? 32, thẻ 32 GB thì nó sẽ lưu trong khoảng 3 tiếng. Đấy, còn lại dẫn đường nếu mà không dùng giọng nói thì ấn vào đây. Thì nó sẽ ra thằng Việt Mát thứ hai. Còn lại giọng nói thì bấm đây. Mở video lại quên. Cái này quay nó sẽ mô tả, nó nói nó sẽ có mở video tên ca sĩ, tên bài hát hoặc tên thể loại nhạc, ăn nhạc vàng nhạc Nhưng mà trẻ mình thích mở cái gì mình đúng nói không, là nó sẽ mở ra cái đấy. nhưng mà bắt buộc phải có chữ mở video ấy, thì nó mới vào YouTube. Còn nếu mà nói chỉ nói mỗi bài hát không thì nó sẽ vào Zing. Còn dẫn đường thì cứ thế đấy, chẳng hạn nếu đi đi Google Map thì đi Google Map thì ấn đấy, dẫn đường đến sân bay Nội Bài nó sẽ tự điều hướng sang sang Google Map. Còn nếu đi bằng VietMap thì nói VietMap, đi bằng Navitel thì thêm cái chữ Navitel cuối cho em rồi được. Còn về lùi thì nó sẽ tự điều hướng và cam lùi. Đấy, từ vị trí này nó sẽ điều hướng. Trong Google Map này thì nó sẽ lại không có cảnh báo tốc độ, nó lại bất tiện một cái nữa. Còn Cái lại Việt Nam mà có cảnh báo tốc độ VietMap với Navitel nó có cảnh báo tốc độ ra vào khu dân cư. Đấy, vậy thì mình đi nó sẽ tiện hơn. Nói chung là đi theo cái bản đồ nào mình cảm thấy nó đi phù hợp nó ấy với mình thì mình đi, còn đi có vấn mắc gì thì gọi điện cho em hỗ trợ nhé. điện thoại đúng Có không? trên Ở sân phiếu bay đấy, ạ. vâng, đính phiếu này là số điện thoại của em, ba số, số nào ai gọi số nào Dùng nhiều sẽ cũng có, nhưng mà đi quanh quanh đây mà ít dùng bản đồ là